rồi xong cái đi về lại phòng chuyện nhỏ các bạn ngồi thôi anh ơi em mệt quá em về uống thuốc, nói về uống thuốc tàu điện không được luôn. Lúc đó là về mất tích luôn. Dạ, về đi luôn. Là đêm hôm đấy. Có là hai chưa vợ chồng cách chưa ha. Ngày trong ngày chủ nhật bằng ngày. Là có là ngày đấy hai vợ chồng đi nhậu với bạn. À, đi chơi để bạn chơi rồi em nhậu với vậy em có nhậu. À. Thế là cuối cùng là bạn em là nói sang nhà bạn chơi. Dạ. Rủ em đi nhà bạn. Và về sau đó là bạn em nói là vợ em nói là về nhà lấy thuốc uống. Dạ. Và đi mất luôn. Tích. Dạ. Đồ hiệp sĩ với đại Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em Bình Dương ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị các cô chú tất cả các tỉnh rất xa để về đây mong muốn để nhờ anh em Bình Dương ghi hình để đăng tin để người, tìm người thân. Đặc biệt là rất nhiều câu chuyện, rất nhiều anh trai về đây chia sẻ những câu chuyện là vợ ôm tiền ôm vàng bạc để theo người khác. Mới đây nhất anh em Bình Dương ghi nhận là một cái câu chuyện thực sự rất đau lòng và vừa thương và vừa tức và vừa trách. Một em gái sinh năm 1983 ở quê tại miền Tây, hiện nay đang sinh sống tại Bình Dương. Theo em gái chia sẻ thì em gái này đã từng quen với một người đàn ông ở phía sau đó thì có bầu và người đàn ông bỏ trốn, bỏ mặc cô gái này. Đến khi là đến giờ phút này 20 năm sau quay lại thì người đàn ông là tiếp tục quay lại và mong muốn để bù đắp cho em gái này 20 năm vừa qua. Không ngờ bù đắp không thấy mà hiện nay thì mất toàn bộ vàng bạc và tiền, cô gái khóc hết nước mắt. Anh em đang tìm kiếm thông tin. Hôm nay thì câu chuyện tiếp theo, dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ. Em có thể em giới thiệu em tên đi. Dạ em tên Nguyễn Nhân Hoàng. Hoàng hả? Dạ. Hoàng đúng không? Huy Hoàng hả? Nguyễn Nhân Hoàng. Hòa hay Hoàng? Hoàng. Hoàng đúng không? Dạ. Chữ H đúng không? Dạ. OA đúng không? Dạ. Hoàng nhiêu tuổi đâu? Dạ, hôm nay 42 tuổi. 42 tuổi hả? Hoàng nguyên quán ở đâu? Dạ em quê quá Vĩnh Long anh. Vĩnh Long hả? Dạ. Rồi Hoàng hôm nay về đây nhờ anh em Bình Dương tìm ai? Dạ, tìm vợ em anh. Tìm vợ hả? Hoàng cho anh biết này, vợ em họ tên là gì? Dạ, Nguyễn Thị Bé. Nguyễn Thị Bé hả? Ồ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 36 tuổi. 36 tuổi hả? Vợ em nguyên quán ở đâu? Dạ, quê quán ở Cà Mau. Cà Mau hả? Ồ. Em là ở đâu ta? Vĩnh Long. Vĩnh Long với Cà Mau hả? Dạ. Chắc cũng xa nhau ha? Dạ. Ồ, mình quen vợ là trước quen ở đâu? Gặp nhau ở dạ, đâu? Em quen vợ em trên mạng. Ôi giời. Dạ. Thời xưa là quen trên mạng luôn hả? Dạ. Thời xưa mình quen, lúc mà mình quen vợ là bao nhiêu năm rồi mà vẫn thấy quen trên mạng được? Mới đây anh, năm 2019 ạ. À, vậy là đến giờ phút này mới cưới vợ được 5 năm? 19 rồi xong rồi 19, 20, 5 năm. 20, năm 20 em mới cưới vợ em. À. Là quen đúng 1 năm giờ trên mạng. Quen 1 năm trên mạng? Dạ. Và sau đó là 4 năm là đến giờ phút này là mình sống với nhau. Dạ. Mình đăng ký kết hôn không? Dạ có anh. Có cưới không? Dạ có. Vậy là trước đây mình có vợ chưa? Dạ trước thì em cũng có vợ rồi. À, dạ. Mình ly hôn hả? Dạ ly hôn. À, hiện nay là cuộc sống độc lập hả? Dạ sống độc lập. À, trước mình được mấy người con rồi? Dạ trước em có một đứa con gái. À, lấy chồng chưa? Dạ chưa. À, là mình ly hôn là ngon lành rồi đúng không? Dạ. Xong rồi cuộc thứ hai là mình gặp người phụ nữ này. Dạ. Người phụ nữ này là có chồng có con chưa? Dạ có là chồng rồi. À, gọi là hai bên giáp lại ha. Dạ, hai bên giáp lại. Cũng nhưng mà cũng đăng ký kết hôn đàng hoàng. Đăng ký kết hôn. Mình có con chung không? Dạ có. Mấy con rồi? Mấy bé? Hai cháu rồi. Hai bé thôi. Dạ. Mới có 4 5 năm mà làm đôi luôn hả? Dạ. Mắm dữ vậy. Thế là Hoàng đang làm công việc gì đấy? Dạ em là công việc làm hồ anh. Làm hồ à? Dạ. À, mình làm hồ tại địa phương hay đâu? Dạ ở Bình Dương anh. À. Thế còn vợ làm đâu? Dạ vợ thì mới đi làm mới vô từ đó giờ là mới vô công ty làm trước ở nhà ba năm trời nó nhà nuôi con rồi mới vô công ty làm được 4 tháng. Ồ. Rồi vợ em 4 tháng sau mới bỏ đi vợ mới bỏ đi được từng lễ nay. Ồ. Vợ em là trước sống ở đâu? Ở dưới quê trước à quê hả? Mới đưa thành phố hả? Vợ mới lên Sài Gòn. Sao mình không cho ở quê luôn cho thành phố chi vậy? Tại lên những vợ em nói là lên làm phụ em để kiếm tiền nuôi con. Úi giời, thế còn con em để đâu? Dạ con thì mới gửi về cho bà nội nó được 2 tháng mấy nay. Con gửi về quê? Dạ. Con là vợ về đây là con để quê luôn. Dạ. Gửi về quê cho ông bà nội ha. Dạ. Là ba mẹ em đúng không? Dạ. Rồi hai vợ chồng lên đây là gọi là mình để luôn đi kiếm tiền cho dễ hả? Dạ, được kiếm dễ. Ờ, mình ở trọ hả? Dạ, ở trọ. Ờ, tháng trọ hết nhiêu tiền không? Dạ, tiền này kia luôn 1.2 triệu, 1.2 triệu. Ờ, em làm bình quân tháng thì nhiêu tiền? Dạ, bình quân tháng được 11 triệu. Ờ, vậy được. Mình thợ hả? Dạ, thợ ép á. Thợ ép à? Vậy thợ ép là thợ mới đúng không? Dạ, giống như mình chấp chỉnh mình làm. À, mới phụ mới lên một thời gian ha, dạ. Chưa cứng ha. Dạ. Còn bây giờ là tự làm mình chưa làm được. Đó, ok. Thế còn vợ là về đây làm công việc gì cụ thể? À, vợ thì vô công ty Hồng Dũng dạy Hồng Dũng ở Bình Dương á. Công ty hả? Dạ công ty dạy Hồng Dũng. Công ty dạy thông dụng hả? Dạ. Ờ, lương tháng được nhiều không? Tháng tầm những mức trung bình thì làm mọi căn cao luôn là được 8 triệu. Ờ, vậy cũng ngon rồi, hai chồng tháng cũng mười mấy 20 triệu rồi. Dạ. Mình sống như vậy có ổn không? À, tiền vậy. Đầu mới vô thì hai chồng cũng ổn lắm. À. Rồi từ ngày một năm tháng 5 em nhớ là tháng 6 á.
sáu tây là mùng 5 tháng 5 á, là vợ em có tính tình thấy khác khác. Vợ em lên được bao nhiêu tháng thì đến hôm nay khác khác? Dạ, vợ lên được 3 tháng là vô công ty rồi, xong là 1 tháng sau đó là được 4 tháng á. Là tháng thứ tư là khác khác? Tháng thứ tư khác khác. Khác nhanh vậy? Dạ. Vậy là khác làm sao? Em có thể cho anh biết không? Dạ, em nói là thôi anh ơi, mua chiếc xe đi để chiếc xe mình có cái chân động mình đi tới lùi động vô lâu về thăm con. Xe gì? Dạ, xe AB á, đời 2011 á. Mua lại hả? Dạ, mua xe cũ lại. Còn trước em có xe không? Là có xe em đang đi là đi đỡ xe em mua để làm cái chân em đi làm hồ á. Còn vợ không có xe? Dạ, vợ không có xe. Thế rồi. Vợ đi làm bằng phương tiện gì? Dạ, về sắt với công ty anh đi bộ anh. Rồi vợ mới kêu là thôi anh ơi mua xe đi. Rồi hai chồng người có xe để lâu về chủ nhật rồi đó thì hứa chịu bé hai chồng chạy về quê thăm con. Mình nghe là hợp lý ha. Hợp lý em cũng mua. Rồi mua trong vòng mới được 2 tuần. Rồi mua xe chưa được tay 1 tháng á là vợ em đi đó. Mua mới được 2 tuần là vợ đi luôn? Dạ. Thế lúc mua xe đó như thế là vợ em có đi làm đều đều không? Dạ đều đều, nhưng mà từ trước khi mua xe chưa đi mua xe á là vợ em làm đều, nhưng mà từ ngày mua xe vợ em là nghe nói là nên mấy người nói là xuống ca rồi chứ nghỉ nữa. Xuống ca mới nghỉ bất thường ha? Dạ bất thường đó. Ui giời. Sao lúc em có biết được không? Dạ em thì tới ngày sáng 5 giờ mấy 6 giờ em đi làm, mà chiều 5 6 giờ 7 giờ mới về tới nhà. Ôi. Thế là vợ cứ đi bất thường như vậy. Dạ. Nhưng mà giờ em mới biết hay em biết lâu rồi? Em mới nghi thôi, em chưa đó. Lúc đó là nghi hả? Dạ, mới thì em thương vợ em nghĩ vợ em đi đâu rồi mới chủ nhật rồi. Chắc tầm giờ này nè. Hai chồng ở anh ơi lại nhỏ bạn ở điện rủ lại nhậu chơi. Mới hô hô lộng đi chung thì em lại giao lưu chơi cho biết bạn bè làm sao. Mới vô ngồi có không lâu 20 phút gì đó. Rồi em nói rồi hô ra nhà cũng bà bạn có chuyện của bà chơi. Rồi ra rồi nghe mấy người nói là nó nhắn tin gì với ai á. Rồi xong mình nhắn tin rồi xong cái đi về lại phòng một chuyện nhỏ các bạn ngồi thôi anh ơi em mệt quá em về uống thuốc, nó dẫn thuốc đầu điện không được luôn, lúc đó là về mất tích luôn. Dạ, về đi luôn là đêm đấy có là hai vợ chồng cách chưa thôi, ngày trong ngày chủ nhật bằng ngày là có là ngày đấy hai vợ chồng đi nhậu với bạn. À, đi chơi để bạn chơi rồi ăn nhậu với vậy em có nhậu. Thế là cuối cùng là bạn em là nói sang nhà bạn chơi. Dạ. Rủ em đi nhà bạn và về sau đó là bạn em nói là vợ em nói là về nhà lấy thuốc uống. Dạ. Và đi mất tích. Dạ. Đi bằng xe AB. Dạ. Biển số mấy em? Con số 71. 71 hả? Dạ. Con số bánh xe em, con xe cũ rồi đó. Em xem biển số mấy, em đọc biển số mấy. Đọc đi. Đọc biển số mấy. Dạ, biển số là 71B1 19526. 79B1. 79B1. 1. 19526. 19526. Dạ. Xe màu gì? Dạ, màu đỏ đen. Đỏ đen hả? Dạ. Xe nó đời bao nhiêu em biết không? Đời 2011. Đời 2011. Đỏ đen hả? Dạ. Thế là từ lúc vợ em đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Đúng một tuần rồi. Đúng một tuần? Dạ. Em đã tìm hiểu về quê vợ chưa? Dạ, em về tới quê vợ luôn anh, là cái chặn số bên vợ mà điện không được luôn. Vợ điện không được, trước khi đi là chặn số Zalo, chặn số vợ với nhà em ở dưới luôn. Ôi. Chặn số không ai điện được rồi cả số em luôn. Vậy là từ hôm đi là không gọi được luôn hả? Dạ không biết. Vợ em có gọi về nhà thăm con không? À, không luôn. Trước đây là vợ em là bỏ chồng hay là chồng bỏ? Nó bỏ chồng. Trước đây cũng bỏ chồng luôn. Dạ. Bây giờ lại cũng bỏ chồng luôn. Dạ. Bây giờ em nghĩ em thương vợ em á, nhờ anh nó giúp cho em. Ôi giời ơi. Bây giờ em về để nuôi hai cái con nhỏ. Một mình em giờ lằng gánh lắm. Dạ. Nuôi hai con dạ. Em đồng ý là bây giờ ông bà là có ba mẹ em ấy nuôi phụ, nhưng mà em phải là người kiếm tiền. Lẽ là hai người thì mỗi người nuôi một người phụ nhau đúng không? Lúc mưa lúc nắng hoặc lúc có hay lúc không, nhưng bây giờ một mình em là tất cả là mưa thì em cũng phải nuôi, mà nắng em cũng phải mưa cũng phải nuôi hết, khổ mà. Trước là em tìm hiểu là em quen trên Facebook hả? Dạ. Em quen là lúc bây giờ tán tỉnh nhau là quen thì chỉ là lên thì nhắn tin qua lại rồi tán tỉnh hẹn hò đúng một năm trời em mới gặp lại đời. Một năm luôn hả? Sao mình không quyết định gặp nhau sớm mà mình một năm mới không mới gặp? Năm bởi vì em quen với bằng em vô ti làm, em đó làm ở Đồng Nai á, vô ti làm Đồng Nai á, dạ em ở Sài Gòn. Quen trên Facebook thì chỉ là quen chơi thôi. Nhưng không nghĩ là lấy hả? Dạ lấy đó. Gặp rồi đợi làm cưới luôn ngày. Gặp là thấy luôn. Gặp là thấy hợp lý hả? Dạ, năm ngày 30/4/2020. Lúc ấy mình có hứa hẹn nhau? Dạ có. Hứa hẹn dữ hả? Nói là thôi gặp chơi gặp đi rồi xuống dưới quê với Cà Mau chơi cái tuần lễ không mà. Mình cũng hỏi cưới đàng hoàng tử tế đúng không? Rồi gia đình em xuống luôn mà. Tổ chức đám cưới lớn không?
nhỏ anh. Nhỏ nhỏ mình gọi cưới lại ha. Dạ. Ồ, nhưng mà đây gọi là cho gia đình hay họ biết mặt thôi. Ừ, gọi là biết mặt vợ và chồng ha. Để chồng với bên nội ngoại. Ừ. Lúc ấy chắc vui vẻ và tin tưởng nhau hả? Thì em thương vợ em lắm. À, từ trước thì em đi làm là em có đưa tiền cho vợ không? Dạ có anh. Đưa hết à? Ví dụ em làm mà vợ em chứ quên cho con là một tuần là em gửi về dưới tiền sữa sùng con cái. Tuần nào cũng gửi? Dạ tuần nào cũng gửi. Rồi nhưng mà lúc trước là vợ em ở quê là khác. Dạ. Bây giờ vợ em về thành phố là khác. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Người ta gọi là cua đồng mà bò ăn đường nhựa đường dầu. Con cua nó bò ở đồng mình nó chỉ bò một khu vực thôi. Nhưng lên thành phố là nó không con cua nào nó thành con còng rồi. Nhá, nó không phải con cua nữa, nó bò nhanh hơn. Nhá, bò giỏi hơn, mắt tao tinh hơn, về tiếp xúc nhiều người á. Này căng rồi em ơi. Vậy là hoàn toàn là gia đình vợ em bây giờ không biết thông tin luôn. Dạ. Lúc mà có điện, em điện cho bà vợ nói lâu nó mới điện thôi, chứ điện rồi xong điện lại không được. Điện là tắt máy luôn. Dạ. Theo em ấy, theo em thì vợ em những dấu hiệu bất thường như vậy. Hay nhắn tin mới hay ra ngoài mà lẽ tránh thời gian, đặc biệt là đang làm trong công ty mà hôm đi làm hôm không, gọi là bồi được bồi cái. Theo em thì em nghi ngờ là vợ em chơi ở đâu. Em biết đi đâu cái gì em đi làm không mà tối. Nhưng mà theo như em là bất thường chưa? Dạ chưa. Không, nhưng mà theo em là đi vợ đi như vậy bất thường chưa? Bất thường. Em đi nghĩ là về ấy là thường về vợ chồng vui vẻ ăn cơm, chờ chứ 9 giờ trên ca 9 giờ về em chờ ăn cơm á. À. Về thấy buồn bực trong người gì cũng kiếm chuyện hết trơn. Kiếm chuyện? Lớn tiếng với em. Cái gì? Dạ. Nhưng mà em thất thường không đi thôi, vợ chồng thôi mặt mệt để nó mặt mệt thì giúp bực bội gì thôi. Ờ. Thôi tắm rửa đi vào chén cơm. Về đến nhà là thường ai nấu cơm? Dạ em nấu không anh. Vợ không nấu bây giờ? Dạ vì nó đang ca rồi, từ thứ bảy về sớm, vô lúc em về sớm em nấu. Nhưng mà tăng ca thật không? Dạ có anh, đã có người ở chồng biết. Biết đúng không? Dạ. Thế còn vợ những hôm mà vợ đi vậy là bây giờ người ta cũng biết đúng không? Dạ biết không anh. À, vợ đi khoảng mấy tiếng? Dạ. Vợ đi như vậy là thường thường bỏ giờ làm khoảng mấy tiếng? Không, ví dụ có một ngày em nổi một sao mà nghỉ một ngày, hôm ngày đó nó là bệnh. Nhưng mà có về nhà không? Em biết em đi làm anh. Em về thì... có hỏi những người nhà trọ không? Dạ không, người trọ ta không nói gì. Không nói, người sợ đúng không? Em nói là trước khi em đi làm á là 6 giờ. Dạ em cũng 6 giờ đó cũng thay đồ đi làm. Cũng đi luôn? Dạ cũng đi luôn, cũng thay đồ, ngày nào cũng nói chung là mà. Đi là cũng đi đấy. Dạ. Nhưng mà về thì chưa biết về đâu. Dạ, vì em về về... cái chiều 6 bây giờ mới về, giờ em tăng ca, em nghĩ thôi nói vợ tăng ca thường mấy giờ về? 9 giờ. 9 giờ tối? Dạ. Thế thì phải tiền nhiều lắm. Dạ. Làm tăng ca mà dạ, nó tiền nhiều đấy. Nó hai chồng gắng làm đi, con tháng hai chồng tháng mười mấy triệu, 20 triệu rồi. Phòng trọ có lớn không em? Phòng trọ nhỏ anh. Tối ngủ chung hay là ngủ riêng? Ngủ chung anh. Từ hôm mà em thấy vợ bất thường, vợ có cho ngủ chung không? Dạ có anh. Vẫn bình thường? Cũng bình thường. Không phát hiện gì luôn. Dạ, không có gì á. Rồi có ngày chủ nhật rồi á, là cầm những tính sẵn sẵn thì chúng làm như là cách ấy lắm. Một cách bất thường quá hả? Thường, thường về là máy. Hồi hộp đúng không? Dạ, thường thường máy điện thoại là về để trên tủ. À. Rồi từ ngày máy điện thoại về là tắt nguồn điện thoại luôn. Tắt nguồn luôn? Dạ. Có sạc pin vậy đó. Giả bộ sạc pin nhưng mà tắt nguồn? Dạ. Ôi trời, nhưng trước đây không tắt nguồn? Dạ. Làm sao mà phải tắt sạc pin phải tắt nguồn? Dạ. Chắc là sợ bị hỏi đúng không? Đột xuất đúng không? Vậy ngày hôm nay em nhờ bạn bè thôi, sao mày không nhờ, anh thấy sự đường phố đi. Mình nói chuyện lớn lên, lớn tiếng. Giúp cho mày kiếm vợ mày về. Vợ em trước là mấy người con rồi? Dạ, hai đứa. Lần này hai nữa? Dạ. Em có sợ là vợ em đi lần này là hai đứa nữa không? Dạ, em cũng nghĩ vậy anh. Mỗi một ông chồng là một đôi. Dạ. Vợ em trước rồi có chia sẻ với em là lý do tại sao mà bỏ chồng trước không? Nên nó nói với em á là cặp trước á là trước khi sanh rồi xong đó rồi chồng nó là kiếm có vợ bé rồi đó, lô kêu vợ bé về nhà luôn chọc tức. Trong khi thật không? Em đang sanh á. Thật trong đây. Rồi bà ấy nói vậy rồi. Đây là nói mẹ thôi. Rồi quýnh đập nó rồi đó, rồi nó buồn bực nó bỏ đi. Thật không thì mình không biết, nghe thôi. Nghe nói kể thôi. Đến giờ phút này có thể là vợ em lại đi nói chuyện với người khác nữa, là cũng y như vậy. Dạ. Cũng là một cái bài. Nhưng mà em nghĩ hơi vợ con nghĩ vậy em bỏ qua, em bỏ qua hết. Quá. Rồi về nuôi con, sống lại nuôi con, bỏ những gì vợ em về bỏ qua hết. Con em hai bé là trai gái? Là hai trai. Ôi giời, hai ông trai, nay mai hai ông hai lô đất đấy. Đúng chưa? Dạ. Ở quê ông nói nhưng mà riêng thành phố là hai ông con trai là nay mai hai lô đất. Và nuôi hai ông con trai này mỗi một nuôi đến năm lớn thì trưởng thành có thể là mất 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi tùy theo. Dạ. Hai ông là dự kiến khoảng 3 tỷ. Tiền học. Và mỗi một ông lô đất thì nay mai nó khoảng 2 tỷ một lô nữa.
chỉ giá là 5-7 tỷ đấy, là nuôi hai ông này. Mà một mình em thì cái công việc em phụ hồ thế này thì liệu 20 năm sau thì có 5-7 tỷ không để dành cho con không? Chắc không được gì, làm từng nào sửa xong mới coi từng nấy hết. Đấy, nói chung là không còn, đúng không? Không có dành được. Tiêu mình ăn uống hàng ngày nữa. Khó khăn thôi. Thế mà hay là vợ em khó khăn quá, khổ quá thì vợ em bỏ đi? Em không biết nghĩ như sao nữa. Thì... Trước đây là vợ em đã từng chia sẻ với em là vợ sẽ chuẩn bị đi không? Không nói gì hết. Vẫn bình thường. Dạ. Chỉ có điều khác thường là trước khi vợ em đi là thấy điện thoại vợ em bất thường đúng không? Dạ, bất thường đó. Được 2 tuần thôi. 2 tuần là bất thường liên tục. Và vợ em đi làm bỏ giờ. Dạ. Nói chung là bỏ giờ. Có lẽ là đi sáng thì tối là công ty. Lúc trước thì dân ca đều lắm, vô lên 4 tháng nhưng mà 2 tháng đầu tiên á làm đều lắm. Không nghỉ một ngày nào. Rồi từ ngày mà từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 4 á tao là xuống ca. Nghỉ nữa. Vợ em trên khuôn mặt là có thể có rất nhiều lúc ruồi mà tần nha. Dạ, nhưng mà vợ nó sức kem cái này kia thôi, phủ đi đúng không anh? Dạ, phủ đi chút xíu. Dạ. Vợ em cao khoảng mét mấy đây? Cao chừng khoảng mét năm mấy, mét sáu đâu lại anh. Không được mét sáu là dạ, người mà cổ ngắn, dạ. Cổ ngắn này thì không được. Dạ. Bởi vì chiều cao hay thấp, mình nhìn thấy khuôn mặt này là người này chắc khó có thể cao được. Dạ, chắc mét năm mươi là mấy đấy à? Dạ. Chứ mét sáu cao lắm, người phụ nữ mét sáu là cổ có thể dài. Rồi nhìn đây là mình có cảm giác là thế cái này nó có gì đó sai sai. Nghe chắc là có theo ai quen bộ đấy, đấy. Nhờ anh giúp cả, giờ em về. Chứ tự dưng mà vợ đi này vô lý đúng không? Dạ. Các con em là 2 tuổi và 4 tuổi hả? Thằng 2 tuổi và 1 tuổi. 1 tuổi? Dạ. Trời đất ơi! Tôi sinh em 1 anh. Nhỏ vậy? Thằng 2021, thằng 2023. Này đang uống sữa mẹ hả? Đã uống với Bình anh, từ đó giờ uống với Bình không? Uống sữa Bình luôn hả? Dạ. Bây giờ tốn tiền lắm. Một tháng em gửi về nhiêu? Một tháng gửi về 2 triệu. 2 triệu không đủ đâu em ơi. Tiền nọ, tiền trai không đủ đâu. Ê, khổ quá nhỉ. Thế vợ ông gửi tiền về nhà? Làm, vợ em mới làm đây rồi vô. Thế vợ đi 4 tháng này vợ có để dành dụng được miếng tiền nào? Làm chút làm chung. Là 4 tháng nay vợ chưa đi 4 tháng mới có từng lễ hả? Mới đi đây hả? Mới đi là vợ mới đi làm? Mới đi làm đây thôi. 4 tháng này là vợ nhà? Không. 3 năm trước rồi, vợ lên làm 4 tháng. Anh đang hỏi là vợ em lên Bình Dương lâu chưa? Là 4 tháng nay. 4 tháng là mới đi làm đây hay là đi lâu rồi? Hay đi 4 tháng? Mới đi đây anh. Mới đi 1 tuần? Dạ, mới đi 1 tuần. Còn trước đây không làm công ty à? Dạ không, ở nhà nuôi con á. Anh đang hỏi là vợ em đang ở quê đúng không? Lúc trước đang ở quê, mới lên Bình Dương làm được 4 tháng. Làm ở công ty tại Bình Dương 4 tháng rồi? Dạ. Nhưng mới đi 1 tuần nay? Mới đi 1 tuần nay. 3 tháng rưỡi là có lương không? Dạ có anh. Lương đem về không? Lương có đem về anh. Em thấy nhiều không? Thì lương thì làm về 7 triệu. 7 triệu mấy. Là thấy có đúng không? Là có anh. Có bảng lương không? Là có luôn anh. Thế còn cái bảng lương tháng cuối này là tháng cuối thì không lãnh được anh, gì nghỉ rồi. Nó nghỉ bây giờ cái bảng lương đó bây giờ là bê bét ra rồi. Đi ngang là không có lương anh. Ừ. Cái thứ nhất, cái hai là bảng lương nó bây giờ chấm công người ta cũng chẳng biết chấm sao luôn. Dạ. Bồi được bồi cái mà. Dạ. Cái thân lương cuối là không được lãnh. Vậy là vợ em đi chuyển em theo xe chưa? Xe với đồ đạc, những cái nhân đó thôi. Ồ, đồ gì nữa? Quần áo thôi anh. Đem luôn hả? Không đem, có mấy bộ và còn mấy bộ nhà. Mấy bộ mặc cho mặc tạm lại. Dạ. Bởi vì tránh tình trạng chưa mua được. Dạ. Nên là vợ em có kế hoạch này là hoàn hảo rồi, đi cái thằng đi xa đấy. Dạ. Bỏ con luôn. Vợ em lúc ở với em có chia sẻ về là hai vợ chồng cố gắng không? Dạ có anh. Có nó trò chuyện. Hồi đi năm nay con cũng lớn rồi, gửi bà nội được rồi. Thôi hai chồng làm vẫn nuôi con. Em cũng tin tưởng vậy ha. Dạ. Vậy từ trước mà giờ có bao nhiêu tiền mình giao hết? Dạ, lúc trước làm rồi, em làm hồ em biết rồi đó. Từng làm có 2 triệu mấy, 2 triệu à. Nhưng mà anh hỏi thật em có làm gì sai với vợ? Dạ không anh. Khẳng định là có sai không? Dạ không. Chắc chắn? Dạ. Mình có nhậu nhẹt bê tha sai xỉn không? Dạ em có nhậu nhẹt có, nhưng mà nhậu về cũng nhắn dần cơm cho vợ. Nhậu nhưng mà có bao giờ về cằn nhằn không? Không anh. Nhậu về cùng chờ vợ em ăn cơm nữa mà. Chờ ăn cơm luôn hả? Dạ, 9 giờ, giờ 9 cơm. Giờ cũng chờ mà 8 giờ cũng chờ. Dạ. Nói chung chờ bằng được để vợ về ăn cơm. Dạ. Một tuần nữa là em ăn một mình à? Dạ. Một tuần nữa từ hôm vợ đi là một tuần là mình dạ, ăn một mình. Một tuần lễ nay em có ăn cơm. Em ăn thì uống nước hả? Chỉ ăn cơm trưa rồi tối về em buồn quá em không có nấu cơm ăn. Ăn này thì cũng bớt được tiền đấy nhưng mà không tốt em ạ. Dạ em biết là gì buồn bực ăn không nổi. Gia đình em biết hết chưa? Dạ biết rồi anh. Ba mẹ biết hết rồi hả? Dạ. Mọi người có buồn không? Dạ, mẹ em nói thôi nó đi vậy cũng mấy rồi mình rồi làm nuôi con đi. Gia đình cũng sợ sợ là vợ đi không về đúng không?
Em làm này chỉ là em làm ấy thôi, không có nói gia đình em. Oh. Em nhờ anh mấy anh giúp cho em. Nhưng mà đăng này gia đình biết hết đấy, dạ, không giấu ở đâu. Dạ biết, nhưng mà trước sau cũng biết mạng mà. Ừ. Trước sau cũng biết, không có giấu ở đâu nha. Dạ. Chứ là đừng có tưởng là đăng lên là chỉ có ở đây biết, anh em biết, mọi người không biết. Dạ. Biết hết. Tất cả các ngõ ngách, bất kể ai xài điện thoại là biết hết. Có mạng, internet là biết hết. Vợ đi nào, có đem theo tiền không? Dạ không anh. Tiền để bỏ lại hả? Tiền thì nó không có tiền luôn anh, thì chưa có anh lên lương hết anh. Rồi cũng ngay đi á thì thế những cái tiền tháng trước, những tháng trước còn không? Trước hết rồi, thì giờ đi á nó cầm mấy trăm ngàn. Oh. Rồi xong lên quay bữa mà thứ hai, có điện cho em mà trên Facebook á. Oh. Là điện một bữa một, là nó quay cái phòng, nó bước phòng là nó ủa cùng em mới nói ủa cùng chuyện đâu rồi. Mất dạy cùng chuyện. Nó hô cầm rồi, cầm lận mướn phòng trọ với mua đồ ninh tinh dụng cụ cho nó ăn á. Oh. Không, dây chuyển lớn không? Mấy dạ. Chị? Em mua cộng chuyện có 3 triệu mấy anh. Ồ, thế giờ bán chắc 1 triệu mấy, 2 triệu? Đã cầm được cũng được không 3 triệu, bán đứt cũng là khoảng được 3 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu á. Tự dưng mà cầm dây chuyền luôn? Dạ, mà tự dưng đi ở phòng trọ? Dạ, cầm lẫn mới mua niệm quần gối, đồ cái này kia với đồ nấu ăn á. Em thấy vô lý chưa? Dạ. Vợ em đang ở với em, lý do tại sao mà hai vợ chồng ở với nhau một cái phòng trọ, đúng không? Sáng dạ. Đi tối về, lý do tại sao vợ em phải đi một chỗ khác để thuê một phòng trọ khác? Bởi vì em biết dạy đi đâu em cũng biết. Em thấy nó có gì đó sai sai chưa? Dạ. Đúng không? Một người phụ nữ bình thường, ừ, người ta đâu có sai sai như vậy. Dạ. Hiện nay hai con của em có hỏi đòi mẹ không? Dạ không ạ. Con không biết hả? Dạ con không biết, con còn nhỏ lắm. Một tuổi nha. Dạ. Quá trời. Bởi vậy nói lên mạng á, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho vợ em về nuôi con, thì con còn nhỏ quá. Ừ, quá nhỏ luôn. Dạ. Mà vợ em lỡ lòng nào mà rời được con nhỏ xíu này mà đi thì anh cũng nên tâm phục khẩu phục. Người phụ nữ đúng là đáng đồng tiền bát gạo đấy, đúng không? Em có nhận không? Phải em có dám bỏ con đi không? Dạ không anh. Đấy mà người phụ nữ người ta sinh ra nghèo, người ta nghèo hay giàu có anh nào cũng phải nuôi con với vợ. Ví dụ giờ là mình nghèo giờ em cứ đi vậy cũng lo làm kiếm tiền, cũng gửi vợ con chứ không bao giờ mà đi làm ăn xa. Mà phụ nữ dám bỏ con thì mà em cũng điện thoại về thăm vợ thăm con chứ không có. Từ đó em làm trên Tiền Giang á, giờ em dưới quê em làm nữa, 2 tầng 3 tầng mới về làm. Em cũng điện ngày nào cũng hỏi thăm hết trơn. Em đã bao giờ tự cảnh báo vợ là không được xem hoặc không chơi hoặc không tin trên mạng không? Em có cấm anh TikTok chơi bình thường luôn á. Ồ, vợ chơi TikTok hả? Dạ, TikTok rồi Facebook với Twitter rồi chơi hết luôn. Dạ, em muốn nói chung là em không cấm thì nhưng mà vợ chơi hết. Dạ, chơi hết. Vợ TikTok, vợ là có nhiều người follow? Dạ, có nhiều lắm anh. Nhiều lắm hả? Dạ. Vợ là có hát trên đấy không? Dạ, có anh. Hát trên TikTok? Dạ. Ôi trời mẹ ơi, xong luôn. Bây giờ mà thấy không? Ở đây là anh em ghi nhận này, anh em muốn hỏi rõ để tại sao vợ đi, và vợ đi lý do gì, và đi với ai, và đang ở đâu. Ở đây anh em tìm hiểu rất nhiều câu chuyện, và đặc biệt là rất nhiều các anh trai hoặc em trai về đây chia sẻ là vợ chơi TikTok. Cái mạng TikTok là một cái mạng vô cùng rất ảo. Thật thật là giả, mà giả giả thật thật, có là tôn thành giả mà giả thành tôn, xấu cũng thành đẹp. Không có ông nào đi dụ phụ nữ mà nói tôi nghèo hoặc tôi khổ ấy, ông nào nói tôi đẹp, đúng không? Nhiều ông làm cái hình đỏ rực trông chất phấn bôi son, hình ảo tương thật. Vợ chơi trên TikTok này, hát hò này là có thể là rất nhiều người đàn ông người ta nhỏ ngó, có thể là người ta thật và có thể người ta giả, nhưng đa số là giả. Người ta dụ, người ta hỏi thăm cuộc sống, người ta là về đây anh sẽ nuôi em, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn, và những lời hứa hẹn. Vì vậy cho nên đôi khi là một số chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin tưởng thật. Đó, đến giờ phút này vợ em bỏ đi này, một cách bất ưng này. Vậy là hôm nay vợ này lừa để trốn đi, đúng không? Chứ đúng thực sự là vợ không phải là đi bình thường, mà chủ nhật à? Chiều chủ nhật. Chiều chủ nhật cũng. Chiều chủ nhật mấy giờ? Khoảng tầm khoảng là 1 giờ. 1 giờ trưa, là 13 giờ trưa đấy. Theo giờ địa phương, giờ Hà Nội là 13 giờ. Bởi vì tầm 10 giờ hai chồng còn ở nhà, 11 giờ hai chồng lại chơi hồi khoảng là 12 giờ mấy. Là giờ mới nói gì về, giờ ship đồ đạt cũng tầm 1 giờ. Xếp nhiều đồ, theo em thấy là mất. Thấy có mấy bộ đồ hả? Từng đồ còn bộ còn. Là đi theo con AB đấy. Dạ. Có đem giỏ sách cho không? Dạ, có giỏ sách mà em mua đi dành trong giỏ cơm á. Úi giời, là vợ nhét quần áo đi luôn. Dạ. Giờ hiện nay là em phát hiện là mất dây chuyền rồi. Chị chịu vợ em mua vợ em là nó nói là bữa đó nói luôn là ủa sao cũng chuyện đâu rồi, nó cầm lẫn mua đồ rồi dưới tóc thì nhà trọ. Ừ.
Tại sao em không hỏi là vợ đang ở đâu, gửi vị trí cho anh xem? Nó không gửi anh. Lý do? Là nó không cho em biết vậy thôi. Giờ mình gọi được cho vợ được không? Dạ không, anh chặn hết trơn luôn. À, hôm đấy gọi được chứ bây giờ chặn? Dạ. Hôm đấy là hôm thứ mấy? Thứ hai. Đi ngày thứ nhất, ngày thứ hai? Dạ, một ngày thứ hai. Là gọi được? Dạ. Còn đến hôm nay là hết gọi rồi, hôm nay là chủ nhật rồi. Em đã tìm vợ ở những đâu rồi em? Em đi, nghe nói là nó bữa hai nói là ở Công Xanh, em chạy lên Công Xanh chở anh. Rồi nó bên Hiệp Phước, hôm nay em chạy qua Đồng Nai. Cứ nói đâu chạy đó? Dạ, nói đâu chạy đó em chạy. Chạy chi vậy? Mình về kêu gửi vị trí mình mới chạy chứ. Dạ, bây giờ nó không gửi cho mình. Không gửi mình chạy chi vậy? Nhắc tin không máy luôn nữa rồi. Không, à, chạy vậy là vợ mình nó ảo, nó dụ mình vậy để mình chạy cho mệt vậy thôi. Nha, có vị trí thì chạy, không có vị trí thôi. Vị trí gửi trực tiếp thì chạy, thì đi luôn. Ngay tức thì, còn không thì thôi. Mà nhà nhà. Thế là vậy là một tuần nay là em bỏ công bỏ việc luôn. Dạ, em cũng mình làm mà làm cũng bình thường như anh, nhưng mà làm như ngày xưa nữa, không có tâm trạng để làm á. Phải cố gắng em ạ. Dạ, mình phải nhập tâm để suy nghĩ là vì con vì cái. Đó. Em phải gắng cố gắng lại làm nhé. Con. Dù rằng bây giờ thì dù sao vợ cũng đi rồi. Dạ. Còn chưa biết là vợ quay về hay không. Dạ. Nhưng theo anh được biết, tâm lý chị em phụ nữ anh biết rất rõ. Chị em mà đã quyết định bỏ đi thế này là cái cơ hội để quay trở về rất khó em. Đi được nhưng mà về khó. Chắc chắn là em phải hiểu hơn ai hết. Nhá. Bây giờ em mới nhờ anh, mấy anh giúp đỡ cho em lên mạng xã hội giờ. Bây giờ các anh em này sẽ cố gắng để giúp em. Nhưng nếu tìm được mà vợ em hiện nay đang ở với người khác ở trong phòng, người đàn ông. Em muốn tìm không? Muốn anh. Vẫn muốn tìm. Tìm là gì? Là muốn tìm em gặp em nói chuyện. Nói chuyện là vợ em nói là bây giờ hết tình cảm em rồi. Hết tình cảm nhưng mà xe lại thì em thấy lấy lại. Lấy lại xe, lấy lại xe được. Để về nuôi con đúng không? Để nuôi con. Khổ quá một người đàn ông theo, quá khổ. Ví dụ mà gặp lại em nói chuyện mà vợ chịu về á, thì hai chồng cùng về. Cái bàn tay, bàn chân của em là móng tay, móng chân của em là tự nhiên đấy hả? Là tự nhiên anh. Mình làm hồ đúng không? Bàn tay, bàn chân nhìn khổ quá cô chú anh chị. Móng biết là hiện nay là móng còn móng mất. Đó, tội rồi. Móng chân, móng tay thì hư hết rồi. Chỉ vì là cuộc sống mưu sinh. Ở đồng tiền mắt gạo để nuôi vợ nuôi con. Đến giờ phút này vợ đi không một lời từ biệt, không một lời gì trò chuyện với các con. Vợ đi lúc mà đầu giờ chiều các bạn. Đó, hai vợ chồng đi chơi cùng nhau. Nhưng mà về thì khác được. Người thì về nhà với vợ, à người nhà về nhà với con. Người thì hiện nay này chưa biết là phương trời nào. Đó, khổ. Ở mạng xã hội ấy, nó rất ảo. Hy vọng là các anh em của Sĩ Bình Dương chia sẻ này thì các cô chú anh chị hãy cố gắng tin vợ mình, nhưng mà mình phải cố gắng để cẩn thận cảnh giác. Cái nhất là tiền bạc, cái hai là tình cảm. Nếu không một ngày là không xa, chúng ta có thể mất vợ hoặc mất chồng. Đó. Ở đây là không phải một trường hợp, nó hàng bao nhiêu ngàn trường hợp. Đó. Nhìn thì rất đau xót, đúng không? Thương không? Thương nhưng thương những đứa trẻ đâu. Còn vợ em hiện nay chắc khả năng là đang trong phòng lạnh rồi. Đấy, phòng lạnh, yên tĩnh phòng lạnh. Nói là nó đi làm công ty gì đó, vì nó đi ca. Công ty ca, anh ấy, anh hỏi em này, vợ em, vợ em nó chỉ là công nhân thôi, à, bằng cấp thì không có, đúng không? Mà đi làm công ty tháng 8 đến 10 triệu là gọi là quá ngon rồi, thời điểm khó khăn. Mà bây giờ thì đi làm hơn nữa, một tháng 50 triệu thì chắc chắn là không có rồi. Yeah. Vì vậy nên vợ em đang sống với em một cuộc sống rất tốt đẹp, tự dưng, vợ em bỏ đi mất tích và chặn tất cả các thông tin. Đó là một điều em nên suy nghĩ lại. Thôi về dù gì dù mình cố gắng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục công việc để lấy tiền gửi về quê để nuôi con nhá. Còn nếu mà sau này duyên phận mình đất cánh ngang được lần hai thì mình cũng phải cố em ạ, cố gắng, vì đó là không, mình không may mắn hơn người khác nhá. Hy vọng là sau này nếu đúng thực sự mà cái câu chuyện này kết thúc thì có thể là vài năm sau em tìm một người phụ nữ nào đó thực sự người ta thương yêu, người ta cần cái tình chữ hiếu. Nói với anh bây giờ không thấy vậy tình trạng sợ phụ nữ lắm rồi anh. Sợ chưa? À, sợ lắm rồi. Em chỉ bây giờ giờ em thấy được rồi, lên mạng em thấy em chia sẻ rồi đó, mình nghĩ con cái quay về rồi hai chồng làm lại cái đầu. Bây giờ em nói chuyện một câu chuyện thật tâm trên video này, thật lòng nhất, tình cảm nhất. Hy vọng là vợ em xem được, vợ em thương các con, vợ em sẽ quay trở về ngay lập tức. Em nói chuyện đi. Em cầu mong về nhờ mạng, cộng đồng mạng chia sẻ giùm em. À, giờ em thấy được video này sẽ về với con. Chứ
nó thấy con nhỏ còn nghề nghiệp đó, nó quay về những gì bỏ làm gì bỏ qua hết, chồng làm lại từ đầu. Em thật lòng vẫn thương vợ. Dạ, còn thương vợ. Dù rằng biết vợ mình hiện nay đang mập mờ. Dù em dù đi đâu với ta, anh đi với ai, anh làm gì, em muốn qua cái trạm để em về, em về. Vẫn tha thứ. Vẫn tha thứ. Hai chồng làm lại từ đầu. Ủa, em ơi, hôm qua này anh em nghiệp sĩ Bình Dương ghi nhận một thông tin một anh trai vợ đi hai lần, một lần một tháng, một lần một tuần. Lần tháng đầu tiên là mất hết toàn bộ vòng xi men, lần hai một tuần và lần thứ ba là chui ống cống luôn, trốn đi nửa đêm luôn. Đến giờ phút này là nếu đi lần này về là lần thứ tư này. Đấy. Nhưng mà hiện nay là chưa có thông tin, mới đăng hôm qua. Đấy. Tội không? Thôi cộng đồng mạng chia sẻ dùm em. Cho giờ em về, những gì lỗi làm bỏ ra hết, hai chồng làm lại từ đầu. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em một chiếc Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ. Tất cả những thông tin mà em chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật. Dạ, đúng anh. Sai em phải chịu. Dạ. Trách nhiệm. Dạ. Trước pháp luật. Hôm nay em có đồng ý cho các anh em điểm Bình Dương để chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội không? Có đồng ý không? Đồng ý không? Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Anh không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Chúc em cùng với toàn thể, đặc biệt là ba mẹ em và các con em luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng trong thời gian tới thì có thể là có ai đó giúp đỡ em để có một công việc tốt đẹp, để có thể là em có kinh phí, có cuộc sống tốt đẹp hơn để em nuôi các con em. Bởi vì tương lai của em hiện nay thì rất là gánh nhá. Bởi hai đứa con của em rất nhỏ, mới có 1 tuổi thôi, ít nhất là 17 năm nữa. Em ạ, năm nay là em 41-42 rồi nha, thì chắc chắn là khoảng trên dưới 60 tuổi thì cuộc nuôi các con em mới gọi là kết thúc, mà từ giờ đến lúc đó là em phải vô cùng phải thật khỏe mạnh nha, không được gục ngã em nhé. Rồi, cảm ơn chủ cuộc chia sẻ của em. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một câu chuyện là thực sự là một em trai về đây nhờ anh em xếp dương ghi hình, thực sự là nghe câu chuyện này rất thương, nhưng hiện nay đúng hay sai thì chưa dám chắc, nhưng người phụ nữ mà đã bỏ đi như thế này để tìm được là cả một vấn đề, mừng về được hay không ấy, nha, là còn khó hơn nhiều lần, mà sống được với nhau nữa hay không thì còn vô cùng khó khăn. Hy vọng là các anh học, các cô, các chú, anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái hình ảnh nhận dạng như trên, nếu phát hiện là đang ở đâu thì có thể liên hệ giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858, để anh em sẽ tìm cách để tiếp cận giúp em gái, là khuyên răn em gái, là hy vọng là em gái là tỉnh và cảnh giác và có thể là suy nghĩ lại để quay trở về hai đứa con thơ rất nhỏ thế này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.